Xong anh chơi những cái chỗ ông nội nhà mình đẹp và to cái nhà mình ca để tệ bị thi sạm nà ca xong chuẩn bị lô bị thiên nơi không sạm nà ca ngày ní khờ làm chi nơi ăn chuẩn bị có sự qua khơi nơi water miên rồi bỏ lô mê thư ví Woken Ator đại chỉ mê thư ví không krom rồi bỏ mê thư ví ca bia chút chọc chọc khơi xâm phòn lô mê thư ví Woken Ator trở bàn tụ tù score đòi kỳ nạc mê thư ví nơi bình chí nơi chạy Campuchia prom tiếng bàn thư xâm bót nơi xà lá tàu rồi hỏi đòi miếng chọc mong chú mùi nơi cầm nọt hết nơi ca thư xa cha pro nơi thiên cho ngay tì pram khai thân hữu chăm bì bòn đọc mùi Ông quân lục Phari chia bàn to xong mình chơi mì tập vi chiết cà phê cái đây ở lục khi sầm phón là cứ lục cung sầm on là vừa cái đây tụ xong tụ school mì tập vi chiết cà phê mì tập vi ăn rạ chiết cà phê cái đây ở lục khi sầm phón xong chơi Sơm ơn quân lục bệ thiên, sơm group group bác sĩ chuyên môn chấm rẻ, ông sáp nạ cá tiếng mồm, bác nhân bản, mê tử vi, chiết cá pia, lục khiêu sầm phón, sơm bậc ca tu school, lục mê tử vi, a tu bạch cánh, chiết mê tử vi sa hạ, chiết chiết sa hạ mê tử vi on trạ chiết, nước nông cá pia, lục khiêu sầm phón, nông sầm rừng sầm rừng sơn sơn pi ni. Hay lục mê tử vi vẹt cán có thua lọc miền bạc bí sọt cả phía khăn ông bí sai tà lạc ca bồn toàn trạ chiến phong đại để cho nên xong lục bà thiên mê ta tờ tuôn sọ nông tệp thì đổi tờ tờ xong mọc khôn xong chênh cực chớ lục á sơ vẹt cán Lúc ở sơ bác kênh, lúc trời bàn ông dùm đeo là tập bông tự xuất quân lúc chiếm mê tử vi ca phía khá đầy ở lúc khi xâm phòn. Xâm rạp cú bầm nông này cách đâm nà ca này tệ bị thi nơi chụp buông mốc ông dùm đeo là tập bông. Nì, anh đồng lòng tạm ca tự xuất quân ní, lúc miền sức nâng bộ phật sức đôi khí niên mê tử vi ca phía khá đầy, lúc mê tử vi chiết ca phía khá đầy ở lúc khi xâm phòn đài. Xâm cơ chô. Xong chơi nhà sạp đi nhà rông. Yes, just one quick preliminary matter, Your Honors. At the informal meeting of the parties on Friday, the issue was raised by the Nguyen Chea defense of whether they could use notes, whether their client could use notes during his testimony. And they were informed by the senior legal officer that if they did, that was fine, but the notes then would have to be made available to the court and to the parties. I observed that Mr. Nguyen Chea has a blue binder. During his statement this morning, he made at least one reference to it, and so the co-prosecutors would request that at some point in the proceedings that a copy be made of Mr. Nguyen Chea's binder. And that it become part of the record of these proceedings. We're not suggesting that it need to be done now, but just at some point this should be part of the court record. Xong nông ai cái xa đang ở nu nơ pe ni tế, bên tai ai đại xa nu nơ pe na muối đầm bay châu chia xong nông rừng xong ông quân. Ông quân mà xong chơi, mấy chú ý. Most of the documents in the blue folder, the blue binder, are documents from the case file. However, my client has made some notes, especially with important dates, which he finds difficult to remember. We will provide the parties with a copy of that handwritten document at the end of the day. Hay một lần chấp đầm cái chấm nợ cả bản tổ tiết ông chấm đây xong vừa cả trả lời top
nâng mình chuẩn bị chun từ mà chắc sầm nào cà phê bực mình thì muối cứ sầm nào sôm rồi bao mấy từ vi ăn ngọt đầm mấy từ vi cà phê cái đây ở lục yên sử ri đài miền cà phê pon từ nâng cà bấm bay chân bị khnhi đại chạy lại đài mình đang rọp ní rồi có nó xả xây đài miền lử pì chấm nôn pì nẹ bày cũng ao quạt bàn từ tuôn bỏ ra miền xinh xinh đài rồi có sắp đập nơi cà phê đỏ từ khay cắm rồi có vừa từ đây thành cá pì pì môn rồi bỏ xả xây đài bàn thứ rồi có đài mình đang rọp ní đài bàn thứ ruồi ông chấm ra sôm chấm riệp thá đời phải tam chờ rất lẽ cả nặng này tờ la cani đời ông nhầm đấy ban nhầm đẹp chun bởi vì cả bị bực mình hơi thà tờ la cani khi tờ la ca prom toàn bị sầm mạnh không tờ la ca campuchia đại miền chỉ rất lẽ cả nặng đại lai vì tờ la ca chiết hay lẽ cả nặng này cứ miền phía khóc nì ngày mình tên đời chân này bắt phải nhặt được không cầm rất chiết tầm nâu khi mình ai chồng ăn vật tiếng sông nơi tờ là ca đi bàn tì tì pi bật men hơi đầy xa bẹp con đang quanh hà ni vì chia tờ là ca chiết đài nu bị thiên phải tập làm bấy có bàn bằng hai chiếc ba hàng pi quanh hà ni mười chấm nốn cứ phải tập bấy pi bàn bằng hai thá chuẩn chọc cháo mình trâu bật rai chạy tông khí tí và sân ba cây ai vừa tập bán nhẹ chấm niên nâng xạ xây từ thắt nâng không bằng tục xến đây mình ai mơ khơi rư lư bây giờ vậy đại bậc rất nâng không bằng tục xạ nà cá tì nở pê thắt nâng không bằng tục nút xạ xây mình trai bậc thầy tiện tông khnía nâng khnía tì bánh hà ni nhâm xong chấm điệp chun đó mà chắc xâm nào thá dương prang prang không ca ăn vót ai bàn chia tệ bà má nở bắt phải nhặt đại miền trai nơi khănông vị thiên bảy thập phẩm bảy anh độ vị thiên pi ni nơi khănông ca bậc thầy tiệt tông khni đầu viên xã xây nâng nẹt chấm niên hay ông chấm đẹp ban nâng bản trẻ bản thay tiết từ đó ông gặp hiệp quan pia xã xây nâng nẹt chấm niên đam bay ơi đi đâu mà chụp bài na đại lọ bằng phốt đại chỉ ở tây bà ma đam bay anh vật nơi bắt phải nhận đi ở bàn là ở xa tam thì ai chưa từ bàn vì pro bắt phải nhận đi đời xa ông nhầm ra bị sầm anh không tala ca campuchia pram mờ nơi panha đây mình ai cướp đường bàn thường sống từ bàn bị sao tận cam nơi bị thiên đi lớn cứ cầm rắt trầm tay pro sân và ai chưa từ bàn phần nọ dân cư dân đã vật tam và vậy đại dương miền bắc bị sao nơi không ca đầm nai ca được đây sôn sôn mùi cả lòng mờ bạn hát tí pí cứ chấm phu đào mà đăng rót bạc vini đào mà đăng rót bạc vini chia cù phía kỳ nè không riêng cái đây đối cho nên bị thiên đi mình cướp là đọc từ nâng ca cầm hát sân ca châu rùm đâu bao đào mà đăng rót bạc vini tì đào mà đăng rót vini ai châu rùm từ tam cọc khăn này tì gần lại đại ban điệp chấm chun con nơi bị còi mệt vì nằm một đầm nàng đào mà đăng rót bạc vini chấm phu nè đại châu rùm xây tiên cứ quạt ai châu rùm bán nơi cái này chỉ mỗi những cái này xa thiên đại chân này cứ chỉ cà riệp châm nơi bẹ pon đang quanh hà xã xây đại từ những đại chấm liên đại từ chay đòn sạc khay cam nơi chỉ buông một ông chấm rẻ vị sầm anh nông tơ la ca campuchia hay chỉ cách bên to ông chấm rẻ xong nhóm thông bộ cô về thì cả này từ lúc thầy chạy cầm sư vật khả rái đâm bây ai chạy bằng phư tên nâng xâm nào xong rồi bỏ mệt vì cáp bị khá đầy nguồn chìa để bàn phương xâm nào cáp bị bật mình. Yes, thank you, President. This morning, Council for Nuon Chea raised two issues, the first of which was the status of documents referred to in each paragraph as it is read out in the closing order and the footnotes to each of those paragraphs. In doing so, Council referred to a memorandum dated the 17th of November, E.
141, which stated, in which the Chamber stated that documents referred to in each paragraph as read out and its footnotes are deemed to be put before the trial chamber. These documents, whether in the paragraph or in the footnotes, will be deemed to be put before the trial chamber unless there is a challenge to them. If there is an objection to any of these documents, then time will be scheduled by the trial chamber to allow for that argument to occur. The second point was the presentation of previous statements to witnesses who are to be called to give evidence in court. The Chamber has already indicated that it will, using the Witness and Expert Support Unit, give two witnesses a copy of the statements that they made during the investigation phase. The Chamber notes that there is already there was a practice at the investigation stage whereby the witnesses were provided with copies of their statements, and this practice is put in place simply to ensure that witnesses are able to refresh their memories as to what was said now many months ago. Those statements will not be able to be used in court. They will be taken from the witnesses by Wesu as soon as they have finished reading them. And of course they will not be able to use any statements that they have in their own possession to refresh their memories in court. Those are the two rulings of the trial chamber in response to the matters raised this morning. Thank you, President. Ah. Je vous prie de m'excuser, j'ai écouté la traduction en français de votre réponse à la requête des avocats de Nguyen Chea ce matin et je n'ai pas compris si vous autorisiez les témoins à assister au procès avant qu'ils ne comparaissent à la barre. Est-ce le cas ou n'est-ce pas le cas ? Bạn mình anh chẳng tì xã xây đây là nâng nệ chùm niên đây là nâng chơi một đo tờ khay căm đây chùm buông một ông chùm rẻ nâng thư tùm nệ tùm nông chỉ mùi nâng khang ông ngập hiếp quam pi nâng xã xây nệ chùm niên đầm bay ôi rì rông lạc đập hiếp nâng một chú bài na đây là ô bông phót đầm bay ăn ở vọt nơi bắt bình nhát nây bị thiên bài sập đầm bay pi ឲ្យ បាន ជា អតិ បរមា លើក លែង តែ ការ ដែល ហួស ពី លទ្ធ ភាព មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន ដោយ ស្ថាន ភាព នៃ ការ ផ្សាយ ព័ត៌មាន ជា សាធារណៈ ដោយ ដែល យើង បាន ធ្វើ សកម្មភាព នេះ ដែល គេ អាច ស្ដាប់ លឺ នៅ ឯ ផ្ទះ របស់ គេ នៅ តាម មជ្ឈប អាច ផ្ដល់ សារ ព័ត៌មាន ផ្សេង ផ្សេង នោះ គឺ វា ហួស ពី វិសាល ភាព និង លទ្ធ ភាព ដែល អង្គ ជំនះ អាច គ្រប់ គ្រង បាន hay bản hà này riêng miền bắc bị sao nơi khnông sơn đồng rừng sơn pí sơn sơn muối đại miền sơn thanh đập hiệp đại điền này riêng bản prang prai an vật đặc trai bản hà này gần tới nơi khnông sơn đồng rừng sơn sơn muối mình miền bản hà vậy bị chôm cả lá ngầm pí cả an vật nơi bị thiên bảy thập bảy pí nị lời nằm bay chụp bản lo lộ sòng mắc đại prau phía xa barang sơn mình chơi nhưng mà chấm điệp quạt đại bản chụp bản lo mình thay mình sơn chơi
Merci, Monsieur le Président. Je pense que vos explications ont permis de clarifier un peu plus la situation. Mais pour être bien sûr que nous soyons bien compris, j'attirais simplement l'attention des avocats sur le fait qu'il y a à peu près 500 personnes qui peuvent assister à l'audience et qu'il n'est pas question que l'on vérifie l'identité de chacun des membres de l'assistance pour savoir si parmi ceux-ci il n'y aurait pas un témoin ou un expert. Donc, le règlement intérieur a été modifié et il est simplement prévu que c'est dans toutes les mesures du possible que nous essaierons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de témoins experts qui soient présents dans la salle d'audience et qui puissent assister au débat. Donc il n'y a pas de règles obligatoires, simplement un conseil, un devoir qui doit être mis en œuvre par l'unité de soutien et d'appui aux témoins experts. Thank you, President. Mr. Nguyen Chia, almost 2 weeks ago, you gave a very helpful and comprehensive statement to the court, and this morning you have added further detail to that. In your statement during the responses to the opening statements, you promised to assist the Cambodian people, whom you say you love, to understand Cambodian history for so long as your health is good. I thank you for that promise and for the way in which you have added to the details during your extended statement this morning. It was a coherent and very helpful statement. I want to take you back to one or two of the points. You told the court this morning that you joined the communist movement first in Thailand and later then in Cambodia because you felt such compassion for the Cambodian people whom you said were being severely oppressed and mistreated by the French colonial powers at that time. When you came to Cambodia in about 1951, did you in fact join the Indochinese Communist Party? Did you hear my question, Mr. Nguyen Chia? Did you join the Indochinese Communist Party when you returned to Cambodia from Thailand in the early 1950s? ពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលឆ្នាំ1951មានវៀតណាមម្នាក់គេអូសទីស្នៀមខ្ញុំឲ្យចូលក្នុងបកកុម្មុយនិស្តឥណ្ឌូចិន ពីព្រោះគេថាជាគោលការណ៍អ្នកឯងមកពីណាបាក់ណាក៏ដោយបើមើលធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងប្រទេសនេះគឺវៀតណាមក្តីលាវក្តី
Campuchia cái đấy. Nè anh trâu chỗ trâu phá một chỗ nông phá Communist Indochina. Nhóm bán, nhóm có dùl bốn tám cổ cá ni. Bố cổ cá phá. Nè anh nơi cần lệnh, tâu cần lệnh ná. Trâu tâu thuốc sẽ cao một phiếp. Nâu krom ca đất nóm rõ bó bạ nụ. Ní khuyên xông trả lời bản năng. Thank you. And at that time, as you told us this morning, the Indo-Chinese Communist Party was in fact organized and run by the Vietnamese. Is that correct? Trâm trâu đại rưu tế. Trâm trâu. Bác Communist Indochina. Có cơ lớn đòi bác đòi Việt Nam. Chuyện này chặt tăng bình chía hơi kê bằng rí kịp xáy bạn đi tàu liêu nâng tàu công với chía tiền xong dùm riêng lúc bà thiền. Then, of course, there was the Declaration of Independence in 1953, just 2 years after you came back from Thailand, and the Geneva Conference in 1954, when Cambodia's independence was recognized. Was that the point at which the Khmer Revolutionary People's Party was established? Tam Khnyom Cham Pa Komuni Endochen Kaat Mo Yu Hai Men Men Kaat Khnong Pe Nu Te Pi Pro Pa Komuni Endochen Việt Nam chia nẹo bằng cách tạm khuyên chấm tăng bị chân nằm một bọn bằng bùn rối xam sớp mọc mà lại. But a new party, a new communist party was established in 1951 called the Khmer Revolutionary People's Party. Is that correct? Bạn đề vọt và chia chôn cầm và chia ta bạn nó bằng cao nên không chẳng nút mẹ đại được tế. Cô rốt lúc bà thiện nhóm xóm chùm riêng thà ca để miền bạc Việt Nam thì miền tế sản nạ khương thà bởi pra pa Communist Indochina rùm chẳng bởi chế chôn khám ai chế bí sách bởi chế chôn khám ai mình tự tu hơi mình chôn chết Việt Nam tiền đôi chân nó Việt Nam kì mên dứt tự vị thi chạy pa Communist Indochina chia bày bạc anh ấy chia dụt vị thi thế mình men chia bánh hà cô cá ấy thế có phần tài bạc tôi bày chạy bạc của mình đi Indochina chia bày chẳng hỏi cả đói cư muối nâu liễu hào thả bạc và chia chuẩn Patriot Lào Nâu Campuchia Kì ôi chmua Hào thá bạc Communist Anh ấy bạc Bị chìa chôn Patriot Campuchia Nâu Việt Nam
kì hào thá bạ nè bà cò bạ lao động bánh tá tốt bay đôi khi nhóm bàn chùm riêng hỡi chai chìa bay bạ dạng ni khỏi đôi có bánh tá bạ nì mùi bạ liêu cái đấy bạ khám ai cái đấy mình ai cái riêng mình miên ạ thịt bà tay phép mình miên cầm nứt bà đàm ấy khuôn ảnh tê cứ nâu cọm đa ca đất nông bình chía rồi bó bạ lâu đóng cứ bạ bồ là có Việt Nam ní ảnh ní châm xâm châm riệp. Yes, thank you. So you have told us then that the Khmer Revolutionary People's Party was still dominated by the Vietnamese. After the independence and the Geneva Conference, did the intellectuals who were members of the communist movement, particularly in France, did they begin to return to Cambodia? ពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរឬទេក្រោយពីសន្តិសុខទីក្រុងហ្សឺណែវនោះបញ្ហានេះខ្ញុំក្តាប់មិនបានទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានតាក់ទងខាងផ្នែកបញ្ញាជននោះទេខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេអ្នកទៅរៀន ខ្មែរដែលទៅរៀនស្រុកបារាំងនោះដូច្នោះគេចូលបាក់បារាំងឬមិនចូលបាក់អីនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេសូមជម្រាបបណ្ដឹង. Well, later on in 1960, was a new communist party established, this time called the Khmer Workers' Party, and was this the first truly Cambodian communist party? ដោយជាខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាខ្មែរនេះក្នុងឆ្នាំ 1960ខ្ញុំជំនឿអញ្ចឹងចង់រំដោះខ្លួនឲ្យផុតពីការត្រួតត្រាដឹកនាំរបស់វៀតណាមដូច្នោះបកជនមួយចំនួន ក្នុងនោះមានលោកតាទូសមុទ្រមួយដែរមានសរលត់សមួយហើយនឹងខ្ញុំមួយដែរគិតគ្នាថាបើកាលណាយើងមិនមានបកមួយដែលមានមេគានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីឯករាជ្យ ដោយឡែកពីបកវៀតណាមទេប្រទេសយើងបកយើងនៅតែរណបវៀតណាមដដែលនៅតែទទួលការដឹកនាំបញ្ជាពីវៀតណាមដដែលដូច្នោះត្រូវតែរៀបចំបកនេះឲ្យមានមេគាយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធវិធីនិងលក្ខន្តិកៈរបស់បកខ្លួនដោយឡែកពីបកវៀតណាមឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹង. Did the Vietnamese know about the establishment of the Khmer Workers' Party, and if they did they support its establishment? បើវៀតណាមបានដឹងថាមានបកពលករខ្មែរបង្កើតឡើងនោះតើវៀតណាមមានការគាំទ្របកនេះដែរឬទេ? តាមខ្ញុំដឹងវៀតណាមគេដឹងដែរ
mình men ta kê mình còn trô tê kì thêm chân bóng plan bác ní tiệt đập phong bác khám ai tiệt phong đòi vị thị ná cứ mùi bóng bay bóng bác tì khăn ông bác để hào thật cả nó hào sao bác bộ lạc cò không bị chìa kê chặt tăng ôi bạc cái chuẩn ôi miên bạc cái chuẩn sống ngát đồng bấy sợp cả bòm phán miệng kia này dụ bái rồi bỏ bạc chia bì xe Việt Nam khuôn ấy kê mình sợ bái chất tê bì bố nông ca chặt tăng thơ miệng kia nó vô bài dụt tự xa cái đấy miệng kia dụt tự vị thi cái đấy bạc khmai bạc dưỡng mình ban bị cửa bị phía xa chấm mũi rứ xong sạch cái đấy dụt prom bị bạc Việt Nam chẳng tại sao đôi chứ nó kê miền cá minh sau bài chật ban thì kê miền vì thế là cá bầm phán tiếng khang nông bá tiếng cào bá tiếng lưu chá ăn tà rạ chết chết sáng để nhầm chọn đi dễ cư kê chọn cá đắp cá đau bá khám ái rồi hốt trương chinh cá nó thơ chia ạ kia lê kha bạc bộ lạc cò Việt Nam rưu kêu bạc hào thập bạc lao động Việt Nam rưu kêu bạc công ty Việt Nam cho cướp đi dê thả Việt Nam Campuchia liệu priếp đôi chì tiết miên cần tục bay đá miên tùm bồ tiết để mùi thế miên ông miên mê tùm bồ là tô tại miền mê tùm ô tê mùi tê ban sạch đầy thả tô hốc bay nè anh miền bay bạ hơi gọi đói có bần tá còn nâu cọm ca trụt tra rộng bó Việt Nam đá bì bố miền mê tùm ô tê mùi ní trường chí nì dê hơi nì dê tiệt nì dê hơi nì dê tiệt cầu bị ní, cầm mà bị bà Việt Nam khla, chỉ trơn, chỉ bị xe, cầm mà bị bà đực nóm, sầm khăn rồi bỏ Việt Nam, kế trơn nị dễ thả, tôi bay Việt Nam rồi đó, Việt Nam khẳng bộ bàn hơi còn đói. Tại bờ mình bàn, tại bờ mình bàn Campuchia tế về ếch bà giáo tế dương khát thôn thôm ná bờ bà sân ná chiếc dương cạp đó Campuchia mình bàn Ní khiêm xong chùm riêng Ní thay đàn thay kì sọ bài chất rừng bà sọ bài chất bàn tay xâm đầy kia ní dây mong chân đẻ ai khang tạm khẩm chăm phong bánh đồng như dây thay dân mệnh phong bánh đồng cất như dây thay tên phong văn đông cất đi dây thả Pia đầy dừng rộng đó Pia đầy không ai còn bụi chìa rộng đó Sẽ trái mysterio Cất ọt đi dây Thả sao bị bác ọt đi dây thả sao bị bụi chìa chôn còn bụi chìa tê Cất đi dây thả Vậy ọt chán á Bạn sẽ đầy thả Ca đầy bởi còn bụi chìa rộng đó ní đôi chữ tê và đa màu chùi chứ
mình men bị chia chôn khmer mình men bạ khmer đặt nằm thì ai vô nghìn giáp cần đi về thầm mình đối với trong ban đối thầm đi về hơi kết xua pol pot thả ta Campuchia miền đây bao màn đây bằng co bằng cơn phao bao màn ấy ta pol pot chơi thả cả nó 30 năm còn lo mà hơi nè miền bầm bay 80 liên ấy ta 80 liên ấy ta 80 liên ấy ta bên tại đây đây là ó nè để bằng cơn phao bàn là ó và phải chỉ 30 liên đào thang chấn vô nguyên giáp thả ngon quá như gì chỉ bây giờ Việt Nam bàn đi là chẳng ảnh ná nhóm nước nông chất chẳng ảnh giảng mấy người đã lâu chẳng ảnh mến lâu chẳng ảnh mến cao sập là công trai cái cao sập bông buôn chẳng ảnh chẳng ảnh mến là lâu ấy. Hãy sợ tất đầy nội chìa tài anh điện. Nếu khi hôm xong thì dưới ca chìa sẽ đánh bích. Vì bố tổ là ca ní. Trâu ca ca bích. Trâu ca dụ tịch thổ. Trâu ca miền bà giàu. Ca để miền bà giàu xâm rạp. Dụ bà chôn chấm non cao. Chà mọi chấp ba. Ý na mít. Ý na sợ trâu. Tăng bị bê nụ mò. Nghĩa đất nôm cho trơn. Kê mình chọn ao dương rụng đốc nụ bình tì. Kê nị dây thà. Vũ mít. Mình bách rụng đốc nụ bình tì. Trăm cả na khnhôm rụng đốc bì nụ cô hỡi. Khnhôm tổ vay nụ bình á. Tại mà phê buôn mong nè. Bụi mít. Chăm rộn tên nẹ nôm phá lâu tốt bàn hơi. Mình bạch tàu vầy tê. Tiện nè. Kịp sai tu tử. Khnông bà chia chôn khmai. Khnông con tốp khmai. Pol Pot ốc rôm thà. Nẹt na kì thơ, nẹt na kì chặt chanh, nẹt nú kì dốt phòn bà giàu. Bạn sẽ đi thà, bởi kì vầy dốt phòn bình hơi nè. Bụt cho kì dốt phòn bình hơi, không tôi chưa. Nếu nhóm chùm xông chùm nếu à ca, cách ca ở nế nè, bằng khai ở khơi nó thiết bích, chá liên biến, việt tí, lệp tực đấy. Bóng mắt bụi xa. Rồi bóng nét đất nắm Việt Nam. Xông lộ bà thiên triệu. Thank you. Xông ọc cún. Later there was another party established called the Communist Party of Campuchia. Communist Campuchia. And that was simply a new name for the Khmer Workers' Party that you have just told us was hated and opposed by the Vietnamese. Is that correct? Quân lực co Campuchia, một bạc Communist Campuchia. Khó tìm mùi. Vì bố bạc bởi đạo bạc quân lực co Campuchia. Vì tôi trút, vì tôi chân lớp bạc quân lực co Việt Nam. Đôi chứ nó vì mình xóm rũng. Đôi chứ nó bàn chía. Cái nạ đất nòm bạc Campuchia ní. Bà rai chú mua. Bà.
ពលកកម្ពុជាទៅជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនយកលទ្ធិកុម្មុយនីសនោះមកដាក់នៅប្រទេសខ្មែរឲ្យសម្រេចបានភ្លាមភ្លាមនោះទេមិនមែនងាយទេពីព្រោះពេលនោះ នៅក្រោមការដឹកនាំនៅក្រោមការត្រួតត្រាប្រព័ន្ធប្រុសពេលនោះសង្គមកម្ពុជាណាមិនមែនតន់ជាសង្គមនិយមអីទេដូច្នោះឈានទៅកុម្មុយនីសមកយ៉ាងមិនកើតក៏ប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះបកកុម្មុយនីសនេះដើម្បីកុំឲ្យវាត្រួតលើបកឬក៏យើងយកតាមឈ្មោះបកពលកវៀតណាម កុំឲ្យវាត្រូវគ្នាឲ្យផ្សេងគ្នាទៅពីព្រោះហេតុដូចយ៉ាងម៉េចបានចឹងកុំឲ្យវៀតណាមក៏បាក់ពលកកវៀតណាមខ្មែរក៏បាក់ពលកកខ្មែរដូចនោះដូចទៅគ្នាវាប្រហាក់ប្រហែលដូចទៅគ្នាអ្នកណាគេស្ដាប់មកថាអឺវាទៅបាក់វៀតណាមដូចទៅគ្នានឹងដូចនោះហើយដោយហេតុផលយ៉ាងនេះ បានជាសម្រេចថាយើងប្រែឈ្មោះទៅក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់តែប្រែទៅឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែមេគានយោបាយមេគាយុទ្ធសាស្ត្រមេគាយុទ្ធវិធីរបស់កម្ពុជានៅតែជាបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យដល់ដែល Because the Communist Party of Cambodia and its leaders were determined to show the world that it was an independent movement, that is, a movement independent of the Vietnamese, did the Communist Party of Cambodia for some time say that the communist movement had only started in 1960 when the Khmer Workers' Party was a I'm sorry, it was a little bit long. Later on, the Communist Party of Cambodia said that the communist movement in Cambodia started in 1960. Was that, in fact, to show that that was the first independent communist movement in Cambodia? You didn't want to be associated with the Vietnamese communist movement that had started with the Indochinese Communist Party much earlier. Going back to your involvement in the communist movement, when you came back from Thailand, you were trained then by the Vietnamese in Vietnam for a period. Is that correct? Vietnam, ping mui om long pe nu tao chi ca tram trau dai ru te. Tam khom kut. มันแม่นแต่ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលវៀតណាមខំអូសទាញខំអប់រំយកខ្មែរនេះដើម្បីធ្វើជារកំឡុងគឺថាគេប្រមូលយកជនជាតិខ្មែរណាទាំងអស់ដែលមិនតន់យល់
mình tan khơi bị át ta chả rớt chuyện biển Việt ti lệp từ đây và bắt bùi sa bỏ Việt Nam chớ ba kế bờ vô tầng o kế tiên vô tầng o đau mấy chia cầm lăng rồi bỏ kế hơi đau mấy kế truột trá cầm bị chia to từ tiệt ní chia cà pít na cà pít. By the time the Khmer Revolutionary People's Party was established in 1960, you were one of those in Cambodia who had studied communist theory and ideology, and you were in a good position to be one of the leaders of that party. Is that correct? Nhóm xóm chấm riêng cô ca đất nôm rồi bỏ bạc của mình đi Campuchia mình mến ai cái chuẩn đất nôm thế cứ xóm mũ hợp hiếp đất nôm ruộm bục quân từ tuôn khó trâu đời lại đôi chân nó miền trong nét không xong nhìn gì bên thái không thấy cho bên thái vừa miền che buộc mai đây là Việt Nam bảo mô vô tàu phía kháng chương cởi cách bảo mô riêng sự nào sau năm mùi bên bóng buồn rồi hạ sập buồn tự dốt vọc bà thơ Việt Nam hầu tháo bọn thông, bọn tôi, nấu khăn ông bạc. Nấu khăn ông bạc dương khăn nhóm, khăn mệt bộ cô lần nào mình nè. Chuyện nè thông, chuyện nè tôi chê. Sao mà khăn nè tăng ơ, khâu khăn nè tới phê ra kịch. Bánh hà ní, khăn nhóm xong chùm riêp ở chỗ ba thà. Bốt bốt. Miền kỳ sna ơi hầu thả ạ kẹt lê kha thị ca bạc của mình đi Campuchia bốt bốt mình tự tù tê cả thạc nhóm mình xong mình tự tù vô thả nạ chị ạ lê chị ạ kẹt lê kha thế vô trâm lê kha bàn hơi bị bố bạc dương với tôi bà dương và bà bà chê chuẩn tích hơi dương nấu mình tên miên bì sao trong cá to su bà màn tê đôi chân nó dương cống tầm lân khuôn dương khăn bê dương trâu sụp hiếp riệp xa nít nhóm xong chùm riếp ở chá bác ông phí bịa tha bọn thông bọn tôi nấu không ní rưu cầu đôi chụp rốt you were elected Deputy Secretary of the Khmer Revolutionary People's Party in 1960, and shortly after its name, after that, its name was changed to the Kampuchea Workers' Party, and you remained the Deputy Secretary for that party too. Is that the case? Mình mới là ảnh thiên đi, ảnh nụ lê kha. Ảnh nụ bà thiên bà xây. Ảnh nụ bà thiên cứ kháng ra tập bà. Ảnh nụ lê kha và kháng bà. Ní xong chùm riêp, xùm ruột bịa bịch. Ôi bàn trầm trâu, cùng ôi miền cá, phân trở lòng. Rồi bà bình chấn về chỗ bột chỗ bỏ. Rồi viếng bà. Rồi ông nại nị tệ bằng nhát, nị tệ bằng bát,
âm nai tu la ca đôi chân nó bên bên đôi chia thả mình tê. Well, just to clarify that, I did in fact use the correct term deputy secretary, and I just want you to confirm that you were deputy secretary of the Khmer Revolutionary People's Party in 1960, and after the change of the name to the Kampuchea Workers' Party, you remained the deputy secretary of that party. Is that correct? Cảm nó miền bánh hà dạng đi. Nhóm anh ấy khiếm xong nữ dị ở Ninh Tây ở vừa về ở vừa lại tình trình xong với chung điểm. Nhóm chị anh nụ lê khá bá cùng mình đi Campuchia rứa có hào bị bốn hào ra bá bồ là có bên cõi mau này vừa miền rương xây khnông pạ cừ khnông năm vui bơn nè một bơn para một bơn rồi hà sập buôn hà pram hà bầm muôi ấy ở này cõi cứ cõi cách pro biển số này sưu hên trâu chía nè mê thay rồi bọc nhóm kết thả có bọc bạ cho đi chanh bị chanh trả chanh bị bạ tôi chố bằng ráo bụ lồn nồ đòn chấn nè nhóm xong chùm riệp thả việc bạ bơ đó ít thì bớt bọc nhóm đẻ bọc cả nó vừa miễn bí khám xôn chùm riêng đòi lụ dồn mũi bạ xâm ngàn bí bạ chùm hò nè cứ bạ cứ krom mình phải học sao bạ đi học sao krom krom bởi chìa chuẩn krom bởi chìa chuẩn ní miễn phía ra cách chanh múc chùm hò đào bấy thơ cả sai đầm bay khô sna ốp rôm bị chìa chuẩn ní chấm hò minh tiệt tuôn ở vây nâng pạ sầm ngắt tê cả nó vẫn miền pạ sầm ngắt miền pạ chấm hò làm sao mà chấm riệp ở chỗ ba dạng ní And while you were Deputy Secretary of the Kampuchea Workers' Party, was the Secretary Tu Samut? Thật ta lúc Tu Samut nó bên nó chia lê khai bạc rồi có dạng mấy. Nhâm xong xu mình chia cho mình chăm nà. Đục chong xu chăm chăm nà. This is, of course, before he disappeared, but he was the first secretary of the Kampuchea Workers' Party, which had previously been the Khmer Revolutionary People's Party. Is that correct? Sưu hên thế, đầy dùn chặt tăng ôi thuở lê khá bạ. Ai lúc ta tu sổ mốt bê lúc, gật mọc nụm pinh, gật tổ tu lúc, chia. Nè, ảnh lúc lê khá, mình ảnh lúc lê khá đây, gật tổ tu chia sổ ma chích bởi nè, nông bạ. Ai sư hên tế chia lê khá bá. Ai nhóm hơi nâng sở lọt xó nè. Chia nẹ chùm nuôi cá lục tá tu sổ mốt. Bố miên tài cực mà nè ai. Đó là cỏi máu.
ពេលដែលសុហេងរត់ចោលជួរទៅបានធ្វើមហាសន្និបាតបៈលើកទី1ឆ្នាំ1960ហើយបានជាចាត់តាំងលោកតាទូសមុទ្រនេះជាលេខាបៈទៅវិញឯខ្ញុំនៅជាអនុលេខាបៈដដែលឯក្រៅពីនេះមានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឯផ្សេងៗតទៅទៀតដូចជា At that time, you held a more responsible office in the Workers' Party than Salat Sar, whose revolutionary name was Pol Pot or Yeng Sari. Is that correct? ពលពតឬក៏អៀងសេរីនេះតើនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរទេខ្ញុំសូមជំរាបបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទទួលលេខាអនុខ្ញុំទទួលអនុហើយខ្ញុំទទួលខាងអប់រំប៉ុណ្ណឹងទេទទួលខាងការងារអប់រំ ខ្ញុំ មិន បាន ទទួល ទៅ ធ្វើ ជា ប្រធាន មន្ទី អី អី ណា ទៀត ទេ អត់ មាន ទេ When did Salat Sar become the secretary of the Kampuchea Workers' Party? ទៅ ជា លេខា បក ពលករ កម្ពុជា ខ្ញុំ ចង់ សួរ បក កុម្មុយនីស្ត ឬ បក ពលករ The Kampuchea Workers' Party in paragraph 22 of the closing order, after Tu Samut disappeared, it was stated that Salat Sar became the new secretary and you remained the deputy secretary. Is that correct? ក្រោយពីបាត់ខ្លួនលោកតាទូសមុទ្រ ឆ្នាំ 1962 ទៅ បាន មាន ធ្វើ មហា សន្និបាត មួយ របស់ បក ក្នុង ឆ្នាំ 1963 63 មិនអនុម័តឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើអនុលេខាទេខ្ញុំសូមធ្វើបកជនធម្មតាទៅចោលព្រោះកុំឲ្យវាជំពាក់ជំពិនអីជាមួយសុហេងដែលត្រូវជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះមានប៉ុណ្ណឹង And the reason you wanted to clear any doubts about the relationship with Siu Heng, who was your uncle by marriage, was because he had defected from the communist movement and joined Sihanouk's government. Is that the situation? តាមខ្ញុំចាំបញ្ហាវាមានច្រើនមូលហេតុ
đại cất bỏ bong chào bà công minh đi bì nô cứ muối đòi xa chi vô phép cồng cừu xa cất về lập mà con cháu riêng sâu tráng khuyên lưu khuyên cả hơi bà mình miên là tập hiệp ở với ụp thòm nếch khó tì mùi khó tì bì cất bài ca xâm ngạn bì bố tiện tôn cho mùi cồng cừu xa kháng bà buồn đôi chứ nó kinh tam cất chọc nếch chứ khó tì bì đôi chứ nó đồng bay ôi rùi khuôn sư hề nế mình mến từ chỗ xa rập hiếp xong đại tê cứ từ tam chấm đấng nè từ tiện tôn xa rập hiếp cho bối lục lần nơ đôi nó gần cất ban từ tú ca ca phía phía lần nơ xong chìa nó when Tu Samut was still the secretary of the Workers' Party. He disappeared. You, however, in your statement on the 22nd of November, said that he had died. What do you know of his disappearance or death? Ta là khuôn khá nhóm, mình đang thề bắn tác khá nhóm lưu, bị bỏ. Tê đài lục ta tu số một, bạc khuôn, tê lưu. Khá nhóm mình toàn đang thề, có bắn tác, thằng ngày rồi xìa thằng ngày muối. Nhóm ban dọc ai cả xá từ chun tia cợt, từ chun cợt nộp tia. Đó là tấu, nhóm xua bộ buồn cợt, cả nó cận miền cồn mùi hơi. Và hai chị ở dụng bây chân nằm, chứ bì chân nằm chiền. Nhóm xua ta, thật ta lục ta chừng từ ná. Thảo cất tấu xa tăng bị bực mà lê. Chấm xua cất tiết thả tập xa ná, tập xa tu tập bu. Tu tập bu nó vẫn nấu chết nâng bởi bỏ cả nó cất phá ra nấu nâng. Nhóm nức phấn nộ trong chất mà. Mùi, ai cổ thân ạ chả ra cho. Bi, ai trâu chạp. Đôi chứ nó, nhóm tàu rì cá bạp xa lọt xò. Thà bắt lục ta trong tổ đề cá tam tầm nào rướng để nhóm đăng mô bị bồn cơn. Sở lót xó kê miên xe chặt tăng nâu kháng bếp hay nâu kháng dô thị. Đôi chứ nó sở lót xó sợp xú tam xe chặt tăng này xú kháng bếp tha mình khởi nguyên tê nè rô bùa. Bánh tá khang sắc xa dù thế chẳng bạp chung mùa này cho có khôi cho chung mùa nốt bà nà ra kê miên xa bụ mạ xì phật khang dù thế kê bạp thà miên tê hiên khang rôn nơ bạp thà mà ngày nó chạp bán mê khmai ế xa rã thô mùi. Hái kì vô tao khôm nô bí tết luân nở. Thuơ tì rôn đặc cám. Chị trơn. Kết ọt trả lời. Rùi tớ. Tớ hiên xâm ngăn. Rọc bò luân nở. Dọc lục ta tù xô mụt ní. Tớ xâm lạp. Nâu vật ta prôm miền chi, rứ hào thá, vật stưng miền chi.
អរគុណលោកទុនជាឥឡូវនេះដល់ម៉ោង Some change culture.